biết anh không phải con ruột của ba, em sẽ giữ bí mật cho anh. Tụi mình là anh em với nhau mà. Chỉ cần sau khi chia ra, em sẽ đưa cho anh 500 triệu. Còn lại, anh đưa hết phần của anh cho em. Coi như đó là tiền mà em phụ anh để cho bé Hiền đi mổ tim. Ừ, đúng rồi. Dạ, con nghe nè ba. Con nghe ba. Alo, ba. Alo. Cơ thể nạn nhân không có vết thương, nhưng qua quá trình khám nghiệm, phát hiện trong hốc mũi nạn nhân có bám một số dải bông nhân tạo. Theo như điều tra sơ bộ thì nhà của ông Lành cũng không phải là bề thế gì lắm, nhưng mà ở dưới quê thì có rất là nhiều đất đai. Ông ta đã nhiều lần cãi giả lớn tiếng với con của mình, đặc biệt là người con gái tên Mỹ. Tôi nói anh rồi, ba tôi bị bệnh tim, nguyên khu này biết, cả thế giới đều biết. Chúng tôi phải làm đúng quy trình thôi. Ở trên phường báo cáo là có một cái ngọt thì chúng tôi phải điều tra. Điều tra đúng quy trình cái gì mà điều tra? Mỹ, để người ta làm việc. Út Anh, mày sống chung với ba, có nghe ba nói vụ di chúc gì chưa? Giờ này còn bàn chuyện này được hả Mỹ? Bây giờ ba mất rồi, tài sản sẽ được chia làm ba. Mà em tính ra nếu mà chia cho ba thì mỗi người sẽ được 33,33333, nói chung là một cái con số ba rất dài, phần trăm. Nó hơi lẻ. Em biết anh không phải con ruột của ba. Ý là em chỉ nói là em biết vậy thôi. Em sẽ giữ bí mật cho anh. Tụi mình là anh em với nhau mà. Chỉ cần sau khi chia ra, em sẽ đưa cho anh 500 triệu. Còn lại anh đưa hết phần của anh cho em. Coi như đó là tiền mà em phụ anh để cho bé Hiền đi mổ tim. Con bé bị bệnh tim giống ba mình, em biết nó khổ thế nào. Ok. Ok. Bí mật, mãi mãi là bí mật. Con Mỹ nó phải, nó đáng phải. Về rồi đó hả? Đội trọng án 21:30 thứ hai thứ ba bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 1.